Quý thưa anh chị, thì bây giờ thì ông cụ và cụ cũng đã ngồi ở đây đầy đủ rồi ha. Thì bây giờ thì mình cũng xin phép trao, tức là 5 triệu thì mình chia ra 8 người thì nó hết 4 triệu ha. Thì phần còn lại đó, thì còn dư lại đó thì mình gửi vào cho bà chủ sala để một phần để mua nước này hoặc là nấu cơm nước này kia cho ông con chê đi khắp ca chú cái tơ tí na ban sạch đây sực sạch đây chùm ơn. Đúng rồi, vậy cảm ơn nghe. Chúc bà nghỉ chú Lý cho mạnh giỏi, như gặp nhiều may mắn và sức khỏe ha. Dạ, cảm ơn. Ngày 13 tháng 3 năm 1924 âm lịch đêm, ông cụ và bà cụ sau 3 tháng thì 90 ngày thì tụng kinh mỗi đêm ha, không có đứt đêm nào ha cả nhà. Cho dù là có bà cụ hay không có bà cụ thì ông cụ bà cụ ở đây trong đây 90 người gì đó thì cũng bác đang xem kênh của Bình Đen và Hoàng Trung TV. Thì bữa nay mình cũng được sự nhu cầu của quý mạnh thường quân thông qua kênh của Hoàng Trung TV, đó là gia đình của cô chú cô Nghĩa và chú Lý sống bên Canada, thì cũng có gửi tấm lòng đến cho ông cụ bà cụ đang trông chờ chăm sóc đàn cày. Thì bữa nay Hoàng Trung và Bình thì cũng đã đến Sala Phật Nổi tại ấp Phước An, xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Thì bên cạnh đó thì cũng review sơ lược, thì cũng trao quà cho ông cụ và bà cụ ha. Thì bây giờ mình mời quý chú anh chị, quý bà con cô bác cùng tiến vào trong cùng với Bình ha. Thì ngôi Sala Phật Nổi thì cũng xây dựng cũng rất là lâu rồi. Thì bên cạnh đó thì hai bên hông thì cũng trồng cây xanh rất là đẹp ha. Thì bên đây thì cũng có cây hồng nhung nè cả nhà. Cây hồng nhung này thì cũng mới trồng thôi, lúc trước thì không có cây ha, thì trồng để lấy bóng mát, và một phần cây hồng nhung này vừa làm cây kiểng được và vừa ăn trái được luôn ha. Tại vì cây này hồi đó là chùa Bóng Mặt này kia cũng trồng rất là nhiều, thì cho nên là trái rất là nhiều luôn. Thì bên cạnh đây thì cũng bao gồm là có bốn ông cụ và ba người bà cụ, thì cũng là chăm sóc đèn cầy, cũng giống như là ngày nào cũng là chăm sóc, tại vì cái đèn cầy lệ nhập hạ vào ngày rằm tháng 6. Nếu không có người chăm sóc, khi mà đèn cầy ấy thắp sáng lên thì khi mà đốt hoặc là này kia nó ngã hay là như thế nào đó thì nó xảy ra cũng giống như là cháy sala. Thì cho nên bắt buộc là phải ông cụ và bà cụ chăm sóc một ngày. Một ngày là 24 giờ luôn á cả nhà, không có đi đâu, tuy rằng là rất là nắng, rất là nực luôn, trong này rất là hầm. Thì sau khi mà được tấm lòng Mạnh Thường Quân thấy được cái cảnh này, thì cũng nhu cầu anh Hoàng Trung để đến đây để trao tấm lòng cho ông bà cụ, cũng giống như là bồi dưỡng sức khỏe hay là mua thuốc này kia uống ha. Tại vì người lớn tuổi đôi khi cũng là nhức mỏi này kia rất là nhiều. Thì bên cạnh đây thì ông bà cụ thì cũng đã ngồi. Thì bên đây thì cũng có bao gồm là có cây đa cũng rất là lớn luôn ha cả nhà. Cây đa là sau ngôi sala, thì lúc đó là sala rất là nhỏ luôn. Thì sau một thời gian phát triển thì bà chủ cũng giống như là người chủ sala đó, thì mua toàn bộ đất đai cũng giống như là toàn bộ khu vực xung quanh đây á, thì diện tích cũng rất là rộng. Thì cho nên mới trồng những cây ăn trái và cây kiểng này kia cả nhà. Đó, thì cho tạo ra cái màu sắc và những cái bóng mát á, để cho bà con cô bác đến đây để cùng giống như là chiêm ngưỡng Sala Phật Nổi linh thiêng như thế nào ha. Rồi thêm nữa cũng muốn có thể Bình chia sẻ một chút xíu ở phía sau này là cây bồ đề ha Bình ha. Dạ. Ở đây dưới đây cũng có cái miếu, Bình chia sẻ chút cái miếu này cho Bình. Dạ. Thì ở đây thì dưới cây bồ đề á, thì thường thường ở đâu thì Bình cũng đều thấy dưới cây bồ đề, thì dưới đây á thì cũng có cái miếu cũng giống như Lục Ta. Lục Ta thì đây cái tượng cũng giống như Lục Ta, Bình giống đúc làm cái bức tượng lại đó cả nhà. Thì phía trước đây thì cũng có ông thần tài, cũng giống như là ông thần tài người ta đem để đây gửi đây đó cả nhà. Đó. Rồi thì mình có thể chia sẻ thêm về
đây thì người ta hay gọi là Phật nổi. Dạ. Cũng như là ngày xưa là như thế nào nên có cái tên như thế này. À thì lúc đó thì mình cũng sanh không có kịp đâu, nhưng mà lúc đó thì mình cũng nghe ông bà già hồi xưa kể lại. Thì lúc đó là vào tháng hạn, trời rất là nắng, rồi bên cạnh đó thì đất khô cằn hết à, mà tượng Phật nổi ấy đã nổi lên ngay gốc cây. Đó gốc cây hồi đó là cũng gốc cây gì đó thì mình cũng quên rồi. Thì nổi lên đây thì vào ngày mùng mấy gì đó, tại trong này là mình không có nhớ ha. Thì cũng rất là linh thiêng. Thì hồi đó là đây là khu rừng thôi, không có ai dám đi qua lại đâu. Đi ban ngày cũng sợ nữa, không chi là ban đêm. Tại vì rừng rậm này kia tùm lắm. Thì hiện tại bây giờ vẫn còn tâm linh đó cả nhà. Ở phía sau đó cũng có một cái cây cây sao á, cây cái gì đâu mà lụa, cây gì ta. Đó cũng sự tâm linh cũng rất là ớn lắm cả nhà. Hồi đây thì mỗi một năm như vậy là phải cũng giống như là hát dục kê là 3 ngày 3 đêm ha cả nhà. Giống như là 3 đêm và làm phước là 3 ngày ha cả nhà. Thì bây giờ thì Bình anh Hoàng Trung hay có muốn biết cái điều gì nữa không, để cho Bình sẽ trả lời cho anh Hoàng Trung biết ha. Rồi thì nói chung trước tiên nhất bây giờ mình sẽ vào trong, thì hôm nay cũng rất vui có được cô Nghĩa và chú Lý ở Canada cũng gửi tấm lòng cũng như là số tiền là 5 triệu đồng cũng như là gửi đến cô chú cũng trong ngày lễ nhập hạ. Thì tại ở đây theo phong tục của người Khmer thì tất cả những ngôi chùa đều vào trong cái thời gian là nhập hạ đó, thì trông giữ đèn kỳ với lại thời gian hình như là tới 3 tháng hay gì đó anh Bình hả? Dạ đúng rồi. Lễ nhập hạ đèn cây vào ngày 15 tháng 6 âm lịch cả nhà. Thì lễ nhập hạ đây thì bao gồm là 3 tháng, cũng giống như chôn bà sa chiên bà sa. Đó là phong tục của người Khmer nói là chôn bà sa chiên bà sa. Khi mà chôn bà sa là vào mùa mưa. Khi mà qua 3 tháng thì chiên bà sa đó, tức là trời cũng đã bớt mưa đi. Đó như vậy. Hôm nay cũng như sau khi cô chú cũng là từng sinh sống ở đây cũng như biết về những phong tục, hôm nay cũng có gửi một chút tấm lòng gửi tặng cho cô bác cũng như là ở trong chùa Phật Nổi, Sala Phật Nổi cũng như hiện tại đang trông giữ đèn cây á. Dạ. Thì giờ cũng mời mình vào để mình tặng cô chú cũng như đây là tấm lòng. Dạ. Của cô Nghĩa chú Lý vậy đó. Dạ. Thì mình cũng xin rất là cảm ơn thay mặt bà con, thay mặt ông cụ và bà cụ ở đây, cảm ơn đến gia đình của cô Nghĩa chú Lý sống bên Canada. Thì chúc cô chú luôn luôn dồi dào sức khỏe và luôn luôn an khang thịnh vượng ha. Thì bây giờ mình mời cô chú và bà con cô bác cùng đi thăm ông cụ và bà cụ cùng với mình ha. Dạ. Thì cô chú sau khi mà anh Hoàng Trung báo cho Bình biết á, thì Bình cũng đã kêu giống như là nhu cầu cô chú lợi cho đủ ha. Thì ở đây thì Bình cũng có nói là có bốn ông cụ và ba bà cụ ha. Đó thì ở đây thì cũng có một bà cụ thì chủ sala ở đây thì bao gồm là 8 người ha cả nhà. Thì cho nên thì Bình cũng nhận được tấm lòng từ Hoàng Trung và cô Nghĩa chú Lý sống bên Canada đó, thì có được tấm lòng là 5 triệu. Thì bên cạnh đó thì gửi cho ông bà ha. Thì bây giờ thì Bình cũng xin phép hỏi sơ lược của ông cụ và bà cụ đi ha. Thì đây ông ơi, có thể là cho con xin được hỏi là ông vào mùa dịp lễ nhập hạ này á, thì cũng đã được lâu chưa ông? Được hơn tháng rồi, được tháng 20 ngày rồi á. Một tháng 20 ngày rồi ha, từ gần tháng 6. Thì năm nay đó, lễ nhập hạ đèn cây, thì đèn cây nhiều hơn mỗi năm không ông? Được 168 cây, 168 cây, tức là ít hơn năm ngoái chút đỉnh. Dạ, ít hơn năm ngoái chút đỉnh ha. Thì tới trong quá trình mà lễ nhập hạ xong đó, thì có trục chặt về giống như vấn đề chăm sóc hay là ăn uống hay là như thế nào không ông? Và hạ rồi thì hết rồi, nhưng đang giờ nè, đang nhập hạ nè, bà chủ sala đó bà nuôi 7 người nè. Tức là nuôi hàng ngày. Nuôi hàng ngày. Một ngày cơm là nước, 3 bữa ăn vô đó, 3 bữa. Dạ, rồi ban đêm mình có dùng này kia không? Có đêm có cháo cái gì đó. Cũng giống như là tùy
tùy lòng hảo tâm của quý Phật tử vòng vòng ở đây. Nếu không có quý Phật tử vòng vòng ở đây thì bà chủ sala thì cũng có nấu cháo hoặc là nấu bún hay là nấu hủ tiếu này kia cho ông cụ và cụ ở đây để dùng tối, để có một phần để có sức lực để chăm sóc đèn cầy khi mà gió này kia nó tắt này kia. Ông cụ thức khuya không? Thức khuya thay nhau trực hay là sao? Thay nhau trực ha. Thì còn ban ngày thì bà cụ làm gì? Giống như bà vét dọn. Bà cụ hả? Mấy bà là bà vét dọn vệ sinh đó. Tôi thì chăm sóc cắt sữa đèn cầy cho tốt đi đó. Tức là cái sáp đèn cầy mà nó nhịu xuống á thì bà cụ này kia sủi và vệ sinh cho sạch sẽ, không để trơn trượt té ha. Đó thì ông cụ thì chăm sóc về cái phần trên cũng giống như là nó đổ sâu hay là nó cháy không đều vậy ha. Cắt sữa cho nó đẹp. Dạ. Không cho nó nhiều. Dạ. Thì con cũng rất là chân thành cảm ơn ông ha. Dạ. Thì bây giờ thì mình mời cả nhà cùng hỏi bà cụ chủ sala ở đây. Thì theo bà cụ ơi, có thể là cho bà con cô bác được biết tên bà cụ tên gì không bà cụ? Tôi ha. Dạ. Tên é bà é. Dạ. Thì năm nay từ lúc bà cụ biết được cái chủ sala ở đây được lâu năm chưa bà cụ? 30 năm rồi. Trước đó là lâu lắm rồi á. Lâu lắm hả? Bây giờ tôi 70 tuổi rồi. Dạ, hồi đó là đời của ông già tôi. Ông cụ ha. Bây giờ ông mất rồi 30 năm, tôi thế giờ 30 năm rồi. Dạ, thì bây giờ thì bà cụ cũng đã thế, ông cụ cũng đã được 30 năm rồi ha. 70 năm rồi. Dạ. Thì các chú anh chị thì bây giờ thì ông cụ và cụ cũng đã ngồi đây đầy đủ rồi ha. Thì bây giờ thì mình cũng xin phép trao tức là 5 triệu thì mình chia ra 8 người thì nó hết 4 triệu ha. Thì phần còn lại đó thì còn dư lại đó thì mình gửi vào cho bà chủ sala để một phần để mua nước này hoặc là nấu cơm nước này kia cho ông cụ và cụ dùng ha. Thì bây giờ con cũng xin phép và chia mỗi người 500 ha, phần còn dư lại thì con gửi cho bà cụ luôn ha, bà chủ sala luôn ha. Đây ông, đây con gửi là 500 ha. Ông có lời gì cảm ơn đến Mạnh Thường Vân, gia đình của cô Nghĩa chú Lý sang bên Canada không? Có, cảm ơn. Dạ, dạ. Đây con cũng xin phép con chào nè. Nhà tôi xin chân thật cảm ơn chú Nghĩa. Cô Nghĩa chú Lý. Cô Nghĩa chú Lý ở nước ngoài, bên Canada đã giúp đỡ bà cụ, ông cụ ở Sala Phật Nổi này. Tôi xin thật cảm ơn. Dạ, dạ. Đây thì đây tới bà cụ ha. Dạ, đây con xin chào. Cảm ơn bà cô Nghĩa chú Lý. Cô Nghĩa chú Lý được giúp đỡ cho mấy bà cụ ở trong Sala này, chị cũng rất cảm ơn nhiều. Dạ, dạ. Đây thì bình cũng sẽ dòng qua đường này đi, tại vì còn dư lại bao nhiêu đó thì mình sẽ gửi cho bà chủ sala luôn ha. Đây bà cụ, con gửi cho bà cụ là 500 để mua nước này kia. Bà cụ có lời gì cảm ơn không bà cụ? Ôi sọc chè đó, dòng chè vậy quên đấy. Dạ, không ai. Ừ, vậy không ai. Dạ. Ôi kì, ôi kì, ủa xì bên bán, ôi mẹ chùm im cả để sọc chè o quên mà vô đấy. Dạ, 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 con cảm ơn. Đây, thì bên cạnh đây thì bà cụ, dạ. Con chúc bà cụ thật nhiều sức khỏe nha. Đây thì phần ông cụ ha. Dạ, ông cụ có lời gì cảm ơn ông cụ? Thì cũng rất mong với các chú anh chị thông cảm ha. Ông cụ và cụ thì đôi khi tiếng Việt cũng không mới gì gần. Đó thì chị biết là cảm ơn thôi ha. Dạ. Thì bây giờ thì tới phần chú cũng hơi trẻ nhất đây. Thì chú có lời gì cảm ơn cũng giống như là mình cảm ơn Khmer một đoạn được không? Cảm ơn con. Con đồ xì chắc chung đi tặng ông phong chê đi khlạp ca chú cái tơ tí na ban sạch đây sực. Sạch đây chùm ra ơn. Đối tơ tao. Xa thụ. Thì đây là câu chúc giống như là xinh đẹp giống như hoa sen. Đó cả nhà. Đó. Thì đây thì phần còn dư lại đó cả nhà. Phần còn dư lại là 1.500.000 đồng. Thì mình cũng xin phép là gửi cho bà chủ sala. Thì cũng giống như là mua đồ ăn hay là mua cà phê, trà, bánh trái này kia cho ông cụ và cụ ở đây đó, hàng đêm đó cả nhà. Thì mình cũng xin phép là trao thẳng cho bà luôn ha.
Đây, con xin phép là chào đây. Là đủ 1 triệu rưỡi chưa? Đủ. Rồi vậy cảm ơn nghe. Chúc bà nghị chú Lý cho mạnh giỏi, như gặp nghị may mắn và sức khỏe ha. Dạ, dạ. Dạ, cảm ơn. Dạ. 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 Tối anh nấu cháo cho mấy bà đi, tối 30-40 người lắm á. Dạ. Nuôi ở. Ủa cái này là sao? 40 người á. Cả 40-50 người lắm nuôi cơ, nuôi cháo á, nhiều lắm. Tên rồi dùng cháo. Ủa hôm nay này là sao? À, chú có thể là cho bà con cô bác được biết cái ban đêm là như thế nào nữa? À, đọc kinh. Đọc kinh. Đọc kinh chừng nào 9 giờ, 10 giờ mới về. Về rồi dùng cháo với mấy bà cũ đi về hết. Dạ, còn tức là lễ nhập hạ là 3 tháng. Dạ. Thì đêm nào cũng phải là tụng kinh cầu an. Dạ. À, là 3 đêm luôn hả? Dạ. Là 3 tháng luôn hả? 3 tháng luôn, đúng 3 tháng. Trời ơi, đúng 3 tháng. Ngày nào cũng nấu cháo hết trơn á. Cũng nấu gì vậy? Nấu mỗi đêm luôn. Ôi trong quá trình. Còn ngày gần 30 với mùng 8 23 thì ăn chay là nấu chè. Dạ. Nấu chè đó là nấu chè. Có ngày ăn chè, ăn chay. Tôi ăn chay thì nấu chè. 30, 23, mùng 8. Như ngày mùng 5 20 đó tôi ăn chay là nấu chè không à, không ăn mặn là mặn. Dạ. Còn ngày thường thì nấu cháo, nấu bún, nấu này kia nấu tùm lum hết đó, nấu mỗi ngày, ngày nào cũng nấu hết. Dạ. Giờ đứng tháng 20 bữa rồi, còn tháng 10 bữa nữa tùy hết. Dạ. Tới gần tháng 9. Rồi bắt dầu nhịn dụng làm phước phần nội 3 đêm lại, đó trong chùa nên vậy không à. Dạ. Đó làm phước không à. Thì trong quá trình á 3 tháng như vậy đó, thầy quý Phật tử cũng giống như là quý Phật tử trong nước và ngoài nước cũng có giống như là có cúng dường gạo hay là kinh phí này kia để lo cho nước men hay là này kia cho ông cụ bà cụ dùng không? Có cúng gạo nhưng mà chi phí không có, có chúng cúng gạo à. Gạo thì có cúng, nói sẽ có cúng chứ chi phí không có. Tức là quý Phật tử trong đây gần đây thì cũng có cúng dường gạo và mì đúng không? Dạ phải. Dạ còn về kinh phí thì không có, thì cũng giống như là bà cụ nuôi tôi nuôi mấy bạn trong chùa này đó. Dạ. Đó cả nhà. Đây là bằng cái lời nói của bà cụ Sala. Thì tuy rằng đây là cũng giống như là một cái công đức làm phước, một phần thì để giúp cho ông cụ bà cụ có cũng giống như là lợi chăm sóc đèn cầy, thì mình là người chủ thì phải lo ăn uống này kia cho ông cụ bà cụ. Thì cũng giống như là ngày thường á, thì hàng ngày như vậy thì đôi khi ông cụ bà cụ bị bệnh hay là này kia, bà cụ có chích một phần nào đó cho ông cụ bà cụ để nói ngày có phước lắm, ở đây mạnh giỏi hết á, ít lắm tiền quỹ để giúp đỡ. Nhưng có mấy trong con ngày gần 30 đó có tiền quỹ mới lên, rồi người ta bệnh thì mình cho anh ta gì đó giúp đỡ người 500 ngàn. Dạ. Đó là tiền quỹ. Tiền quỹ tức là tiền của quý Phật tử lợi tới đây, một phần thì để cúng cho sư, cúng dường cho sư. Thì chia xong thì phần còn dư lại giống như là tích lũy một phần nào đó để gom góp lại để giống như ông cụ bà cụ trong sala ở đây có bệnh hoạn này kia thì chích ra một phần nào đó để giúp đỡ cho ông cụ bà cụ, đúng không ông? Dạ. Thì con cũng rất là chân thành cảm ơn 10 ngày đã thắp sáng lên đó, thắp sáng lên niềm tin đó. Ông có thể là chắc bà con cô bác kêu trong ngôi sala để chia sẻ một phần nào được không ông? Chia sẻ chút được rồi để bà cái gì bà. Dạ. Đây ha, Bình mời cả nhà cùng tiến vào trong ngôi sala cùng với Bình và ông cụ ha cả nhà. Đó. Đây là ngôi sala. Thì đây là lễ nhập hạ từ gần tháng 6 đúng không ông? Gần tháng 6. Gần tháng 9. Gần tháng 6 đến gần tháng 9 ha. Rồi, dạ, ra hạ. Dạ. Thì sala ở đây á thì lúc đó là có từ hồi thời nào chứ ông có biết không ông? Hồi 1924 lần đó. Hồi 1000. Ngày là tượng Phật nổi là ngày 13 tháng 3 năm 1924 âm lịch đúng không? Thì đây là cũng có tượng trưng. Thì ông là người đầu tiên đúng không? Người đầu tiên. Dạ, đây cả nhà. Ông là người đầu tiên. Ông già đó. Dạ. Dạ. Đó thì đây thì sau một tháng 20 ngày chăm sóc đèn cầy đấy cả nhà. Thì phía trên á thì cắt rất là bằng thẳng luôn á cả nhà. Đó giống như mình không chăm sóc thì nó cháy lớn không? Không cháy lớn, bị cháy chùa rồi là bị không có người chăm sóc đó, là bị cháy chùa cháy gì đó. Tức là phải có người chăm sóc.
Dạ. Một phần là mình có cái chân sắt này nó đã bảo đảm hơn á. À, tức là chân sắt này rất là cứng cáp luôn. Dạ. Thì đây cả nhà, ông cụ thì ông nói ông cụ là cắt tỉa mấy cái phần ở trên này nè. Rồi còn bà cụ thì quét dọn ở dưới đây, giống như cái sáp đèn cầy mà nó nhịu xuống thì bà cụ lau chùi này kia cho sạch sẽ ha. Dạ. Thì cũng giống như là tại sao mà mỗi một cây đèn cầy đó thì đều có cái miếng bảng trắng và chữ cũng giống như là ta cúng dường đó. Một cây, một người một cây, hai cây vậy đó, người ta có tên, có tuổi, người ta để gì cả gia đình vậy đó, để cúng dường. Rồi có cho mạnh giỏi. Dạ, tức là mỗi một cây như vậy á, cũng giống như là một cái gia đình, đúng không ạ? Một cái gia đình. Thì cho nên là có con cháu này kia cũng giống như là nguyên góp 50.000 để mua một cái cây đèn cầy như vậy á, là giá 500.000, khoảng 500.000 hả cả nhà. Thì cho nên là công đức để mua được một cây đèn cầy để giống như là kiếp sau hay là như thế nào đó thì vẫn thắp sáng giống như là sáng giống như là đèn cầy vậy, đúng không? Dạ. Thì đây thì đèn cầy cũng không phải là đốt như vậy xong, không có cầu nguyện hay là không có tụng kinh đâu cả nhà. Đây là hàng đêm ông cụ và bà cụ sau 3 tháng thì 90 ngày thì tụng kinh mỗi đêm ha, không có đứt đêm nào hết cả nhà. Cho dù là có bà cụ hay không có bà cụ thì ông cụ bà cụ ở đây trong đây 90 người gì đó thì cũng tụng kinh ha cả nhà. Tại vì đôi khi trời mưa này kia. Dạ, thì nói chung ông cụ bà cụ trong quá trình đó chăm sóc đèn cầy đó thì không có quạt này kia, có nực nổi này kia không ông? Nực lắm. Nực lắm à. Hèn ra ngoài đó. Ngồi hèn, bên ấy. Dạ, đang ngồi bên kia. Nóng lắm. Nóng lắm hả? Ừ. Hèn chi con thấy ông á không giống như là không có mập nổi. Nóng quá. Dạ mồ hôi á, đúng không? Là cả nhà. Thì bà cụ thì cũng giống như ngày thường buổi sáng này kia đó thì bà cụ Tư Trang thì cũng có giống như là nấu đồ ăn để nấu một phần ăn, á, buổi sáng đó, buổi sáng với buổi trưa. Thì buổi chiều thì cũng có quý Phật tử lại tiếp nấu nướng rồi. Đó thì bà cụ đây thì giống như là tiếp á, hay bà cụ có thể là chia sẻ cho con được biết. Thì mỗi năm á, những người đầu bếp này kia người ta lại tiếp nhiều. Và năm nay thì bà cụ đứng ra một mình để làm. Bà cụ có thể là cho biết lý do vì sao được không bà cụ? Chỉ là nấu buổi sáng thôi, còn như ban đêm á, thì người khác nấu với cháo. Chứ còn nấu đồ ăn á, thì chỉ mình tôi. Thì năm nay con thấy hai bữa nấu hai bữa. Hai buổi. Dạ. Thì buổi trưa thì tự có gì thì ăn nấy. Dạ. Còn chiều thì phải dọn. Đây là Hà và cụ thì cũng đứng ra làm đầu bếp, cũng giống như là bếp. Nấu cơm hay là nấu đồ ăn này kia cho ông cụ bà cụ ở đây dùng ha, đúng không bà cụ? Dạ. Thì cả nhà, thì video thì cũng khá là dài rồi cả nhà. Thì Bình cũng xin phép giấc này cũng đã chiều rồi, thì cũng xin phép là khép video tại đây. Thì chúc quý cô chú anh chị, quý bà con cô bác xem video tại Sala Phật Nội, ấp Phước An, xã Phước Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Tại đây thì cũng có giống như là dân đèn cầy, lễ nhập hạ hay là diễn ra giống như là làm phước hàng năm vào ngày mười mấy? 13 tháng 3. 13 tháng 3 âm lịch hết cả nhà. Đó, làm ba đêm, dục kê ba đêm luôn á cả nhà. Đó, đó, thì cũng có ngủ âm ha. Thì bây giờ thì Bình cũng xin phép là chia sẻ video này lên. Thì nếu có lời gì sai sót thì cũng rất mong quý cô chú anh chị, quý bà con cô bác thông cảm bỏ qua cho Bình ha. Thì trước khi Bình kết thúc video đó, anh Hoàng Trung có lời gì muốn nói với quý bà con cô bác không anh Hoàng Trung? Dạ, thì bây giờ thì video cũng khá là dài. Mình xin chào và tạm biệt các bà chú anh chị. Thì chúc quý chú anh chị với bà con cô bác xem video thật vui vẻ ha, và luôn luôn an khang thịnh vượng ha. Mình xin chào tạm biệt ạ. Dạ.